Nhìn màn hình hộ Tùng nhá. Bây giờ Tùng sẽ dí Enter này. Enter này. Nó sẽ báo low ping ở đấy nó luôn. Và nó mất luôn tín hiệu các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khởi động lại bộ cây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cách. Được rồi nhá các bạn. Cái lỗi mà các bạn vừa nhìn lúc đợi trước ấy thì nhiều người sẽ bảo là cài lại Win là được. Nhưng ở đây là lỗi nguồn. Các bạn nhìn đây, mình thay nguồn phát được luôn. Và ổ thì mình đã thử đến 3 ổ. Đây các bạn nhìn này, 1 ổ, 2 ổ. Và ổ của khách là ổ thứ 3 trước khi thay nguồn vào. Vì thử ổ có Win sẵn vẫn bị, vì vậy mình đã tiến hành thay nguồn. Các bạn để ý kỹ, cái đoạn đó chính là cái đoạn mà chúng ta bắt đầu loát Vega và loát nặng nhất để chuẩn bị vào Win. Vì vậy nó dẫn đến tình trạng là nó ăn nguồn cao và nguồn của chúng ta bị đuối và nguồn của chúng ta sập, dẫn đến tình trạng là không thể lên hình. Còn bây giờ thì mình đã dùng cái ổ của khách và cũng đã ok các bạn nhé. Vì vậy đôi khi chúng ta có thể có một bệnh nhưng nó có rất nhiều cái nguyên nhân sinh ra cái trạng thái giống nhau. Chính vì vậy câu nói cửa miệng của mình vẫn là không làm được thì thuê.